Yo, hello, cái bồ. Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Một bản cập nhật vừa mới được úp thị văn đét, up thị văn đét ở trong máy chủ thử nghiệm anh em ạ. Đó là những cái nội dung liên quan đến skin, đến trang phục mới, rồi thì update chỉ số tướng và update những thông số gameplay trong game như là đồ nê, rồi thì bản đồ các thứ các kiểu. Và trong cái video clip này, Mỡ sẽ cập nhật đến cho anh em những nội dung cực chi tiết mà anh em nên quan tâm. Bởi những cái nội dung này á thì phải tới 96.69% là sẽ được cập nhật ở trong máy chủ chính thức. Chúng ta sẽ cùng đi đến những cái nội dung đầu tiên của cái video clip này nào. Let's go. Ok là nội dung đầu tiên mà chúng ta có đây, đó là những trang phục mới sắp cho ra mắt. Trang phục thứ nhất mà chúng ta có đến ở đây đó chính là Basia với trang phục có tên gọi là Badass Roller ở cấp độ Elite. Đây là cái trang phục đầu tiên có giá trị là 599 kim cương của cái vị tướng tanker Basia nha. Một cái skin rất là dân chơi đường phố với hai cái khiên được thay bằng hai cái lốp xe to đùng, trông ngầu vãi cái linh hồn. Basia Badass Roller sẽ được cho ra mắt vào ngày 14 tháng 7 anh em nha. Và dĩ nhiên sẽ được giảm giá 30% ở tuần đầu ra mắt. Bên cạnh skin Elite của Basia, một skin khác mà chúng ta cần phải quan tâm đến ở đây đó chính là Link với skin thuộc biệt đội Long Giáp Dragon Tamer. Đây cũng chính là cái skin mà cá nhân Mỡ cho rằng là nó là cái skin hấp dẫn nhất ở trong cái thời gian cập nhật tới. Cái skin này có cấp độ là Epic với mức giá là 899 kim cương, được giảm đi 30% giá ở tuần đầu tiên. Đây cũng chính là cái skin cấp độ Epic đầu tiên và khẳng định luôn với anh em, đây cũng chính là cái trang phục đẹp nhất sắp ra mắt của cái vị tướng sát thủ top 1 ở beta hiện tại là của Linh. Nên là ông nào tủ Linh nhớ chuẩn bị hầu bao để mà mua đi anh em nhé. Cái skin này sẽ được cho ra mắt dự kiến vào ngày 17 tháng 7 đó nha. Ok là ở đây trên kênh này của Mỡ có anh em nào thích Loli không ạ? Mỡ hỏi như vậy là không phải để hay là đâu anh em ơi, mà đó là vì Nana sắp có skin lễ hội mùa hè cực kỳ là xinh xắn, cute hột me luôn. Đấy chính là skin ở cấp độ special sẽ có giá là 749 kim cương. Dĩ nhiên là cái skin này vẫn sẽ giảm giá 30% tuần đầu ra mắt giống như là những cái trang phục khác. Ở cùng với Nana, một em Loli khác đó là Angela sẽ được Moontoon cho ra mắt skin lễ hội mùa hè. Trong dịp này, skin của Angela cũng giống như là Nana sẽ được cho ra mắt với giá là 749 kim cương. Như vậy, tức là ông nào fan Loli cũng phải trích hầu bao ra khá khá trong cái đợt này đấy. Ok, tiếp đến này, sắp tới á, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020, shop mảnh skin hiếm sẽ có sự thay đổi cái nhẹ. Cụ thể ở đây, đó là skin của Franco, skin của Alucard, rồi thì Gilson, Fanny, Hanabi sẽ được thêm vào. Những skin đang có, đó là Mia, Karina, skin của Kling, Hurley, Alice sẽ bị xóa đi. Và cũng giống như là skin, mảnh skin hiếm á, thì ở bên shop mảnh tướng, những tướng sắp được cho vào để mà chúng ta đổi sẽ là Fasha, Angela, Wanwan, Sicilian, Camilla và Basia. Những vị tướng sẽ bị xóa khỏi shop ở đây đó chính là Haya Bấn Cù, Yuzen, Kimi, Estet, Hanzo và cuối cùng là Masha. Ok, như vậy là hết về tướng và skin rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với những cái chỉnh sửa đến từ tướng nha. Đầu tiên sẽ là chỉnh sửa đến từ tướng mới Barras ở trong máy chủ thử nghiệm. Anh em thấy Mỡ đọc tên nó lạ không ạ? Thật ra Barras chính là tướng Bass anh em ạ. Bass đã được đổi tên thành Barras và Rahan sẽ được đổi tên thành Daytona. Rahan tức là cái con khủng long mà con Barras cưỡi anh em ạ. Đó, tên mới sẽ là Barras và Daytona anh em nha. Rồi, tốc đánh cơ bản của đầu sĩ đỡ đòn Barras sẽ được tăng thêm 10%, đánh nhanh hơn. Và cùng với đó, giảm nhẹ thao tác đánh của đòn tấn công cơ bản, đánh nó sẽ nhanh hơn anh em ạ.
Nội tại của Baras giờ sẽ cho thêm khả năng hồi máu ở mỗi đòn đánh cường hóa thứ tư liên tiếp của cái vị tướng này. Ở chiêu 1 của cái vị tướng Barari với khả năng gây 2 lần sát thương ý, thì giờ đây sẽ có thêm một cái khoảng thời gian delay giữa 2 lần gây đam này, tức là cái khả năng gây đam của hai kỹ năng này nó sẽ chậm hơn một chút xíu. Đồng thời vì chiêu 1 này quá bá cho nên là Barat đã bị giảm sát thương cũng như là tăng cái lượng mana thi triển cái kỹ năng này lên một chút xíu. Chiêu 2 của Barat cũng sẽ giảm đi sát thương cơ bản, tăng lượng mana tiêu tốn lên giống như chiêu 1, và chiêu 2 cũng sẽ tăng thêm thời gian delay khi mà Barat kéo đối thủ về bằng cái kỹ năng thứ hai này. Tức là nếu kẻ địch nào nhanh tay mà đi ngang sang ạ thì hoàn toàn có thể sẽ thoát được khỏi việc bị Barat kéo về. Đó, ok, chúng ta sẽ đến với cái vị tướng mới, cũng là mới nhưng chưa mới bằng Barat đâu, mà mới chỉ có trong máy chủ thử nghiệm thôi. Đó chính là Khalid. Vị tướng này sẽ được buff sát thương cơ bản tăng trưởng lên 1.5 và lượng máu tăng trưởng lên thêm 10. Chiêu 2 của Khalid, chiêu hồi máu á, sẽ được chỉnh lại một chút về thông số mà thôi anh em ạ. Nhưng mà theo hướng bớt bá đạo đi một chút xíu, bởi vì anh em nào chưa vào server test ý, thì nên biết khả năng hồi máu của Khalid đến từ cái chiêu thứ hai này bá lắm anh em ạ. Và nó giảm đến 80% cái lượng sát thương nó nhận vào cơ, cho nên đánh không thấm đâu, thậm chí là ôn đợt với từ 200-300 stack đầm cũng không thấm luôn. Moon Tune đã phải điều chỉnh mang tính giảm nhẹ đi một chút xíu cho Khalid đỡ bá thôi anh em ơi. Và cuối cùng, chiêu cuối của Khalid sẽ tối ưu hóa thao tác tung chiêu để chiêu tung ra được nhanh hơn, giúp cho Khalid có thể ulti dễ dàng trúng kẻ địch hơn. Mặc dù không còn sai như lúc mới ra mắt, nhưng chiêu cuối càng dễ trúng thì càng tốt hơn, đúng không ạ? Rồi, giờ chúng ta sẽ đến với Hot Boy Veil này. Veil lại được buff anh em ạ. Giờ đây, chiêu thứ nhất phong kiếm của Veil sẽ giảm lượng mana tiêu tốn đi khoảng 15 điểm ở mỗi cấp độ. Phong quyền của Veil, tốc độ ra lốc ý, nó sẽ được tăng thêm 20%. Và chiêu cuối phong bạo của Veil khi mà chúng ta tăng theo cái nhánh sát thương ạ, sẽ sửa cái lỗi, cái hiệu ứng làm chậm được hiển thị ra. Ok, chúng ta có đến một cái vị tướng tiếp theo này, đó chính là Pháp sư Cyclops. Sát thương gây lên một mục tiêu sẽ được tăng nhẹ từ 50%, 70% lên thành 60% và 90%. Một con số này là hơi bị phong thủy anh em ạ. Ok, và cái tên gần áp cho rồi, chúng ta có ở đây, đó chính là Yuzhong. Yuzhong bị sờ gáy rồi anh em ạ. Theo như thông tin có được từ trong máy chủ thử nghiệm thì đội ngũ phát triển game của Moon Tune cho rằng theo họ sẽ khá là khó để mà Yuzhong có thể kích hoạt được cái nội tại. Cho nên là họ đã buff cái nội tại của Yuzhong khá mạnh khi mà cái vị tướng này mới được cho ra mắt. Tuy nhiên ý, theo như những gì họ quan sát được ở máy chủ chính thức ý, thì người chơi chúng ta kích hoạt được cái nội tại của Yuzhong này liên tục dễ quá anh em ạ. Và để mà đảm bảo được cái sự cân bằng của chất tướng đối với cái hiệu ứng hồi máu kinh khủng của Yuzhong như thế này ạ, thì đội ngũ sản xuất game Moon Tune họ sẽ phải điều chỉnh lại số lượng máu được hồi đến từ cái nội tại. Và bên cạnh đó, họ cũng sẽ giảm nhẹ tốc độ di chuyển của Yuzhong khi mà có full nội tại. Cụ thể nha, đó là giảm khả năng hồi máu từ 8% máu đã mất xuống chỉ còn 6% mà thôi. Bên cạnh đó, tốc độ di chuyển của Yuzhong sẽ giảm tới 40% xuống chỉ còn đó là 30% khi mà cái nội tại của Yuzhong đầy bình. Đó. Và cuối cùng, chúng ta có cái tên đó là tanker Gatot Kaka. Nội tại của Gatot Kaka giờ đây sẽ có khả năng hồi máu anh em ạ. Được hồi từ việc hấp thụ nộ lên đến 33% cơ. Với con số nó không hề nhỏ một chút xíu nào đâu anh em ơi. Ở trên đây là toàn bộ những thay đổi mà chúng ta có được trong máy chủ thử nghiệm. Có những nội dung mà anh em cần phải quan tâm đến ở đây. Đó là thứ nhất, skin cực VIP của Linh sắp ra mắt. Đây cũng là cái skin cuối cùng của biệt đội Long Giáp Dragon Tamer luôn. Đây cũng là cái skin đẹp nhất của Linh ạ. Cái thứ hai này, đó là shop mảnh tướng và mảnh skin hiếm sẽ đổi. Anh em hãy chú ý thời gian để đổi tướng cũng như là skin kịp thời nha. Và cái thứ ba, cái cuối cùng, đó là Veil Gatot Kaka được buff, còn Yuzhong thì bị nerf nhẹ, hãy lưu ý nha. Ở trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ mà Mỡ muốn mang đến cho anh em ở trong cái bản cập nhật mới ra mắt trong máy chủ thử nghiệm này. Không biết rằng anh em quan tâm đến những cái nội dung nào, và hãy để lại comment ở bên dưới video clip này. Đừng quên để lại cho Mỡ một like, một subscribe, đăng ký kênh để đón xem cái video clip tiếp theo ha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.